Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung chính có trong bản tin thời sự hôm nay, thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017. Sàn giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An kết nối người lao động và doanh nghiệp. Báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2017, Việt Nam gặp khó trong thu hút đầu tư FDI. Tin thế giới, chính phủ Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Aleppo. Bây giờ, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự hôm nay. Thưa quý vị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giuộc Trần Thanh Phong cùng lãnh đạo một số ban ngành huyện có cuộc làm việc với Đảng ủy xã Phước Lý, nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đoàn thanh niên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phước Lý là đại hội điểm của huyện, sẽ được tổ chức vào ngày mai 19 tháng 2. Toàn xã có 6 chi đoàn trực thuộc với 129 đoàn viên, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cơ cấu ban chấp hành đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2017-2022 phải là cán bộ trẻ, có trình độ học vấn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, của đại hội. Để đảm bảo tính dân chủ trong đoàn, ban chấp hành mới sẽ được bầu trực tiếp tại đại hội. Đây là lần đầu tiên xã Phước Lý áp dụng hình thức bầu này. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Phong nhấn mạnh, Đại hội đoàn thanh niên phải gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã, phối hợp chặt chẽ với huyện đoàn về công tác chuẩn bị, thống nhất về nhân sự và nội dung đại hội, ra soát lại chi đoàn, số lượng và thành phần đoàn viên tham gia. Bí thư Thị ủy Kiến Tường Phạm Tấn Hòa cùng lãnh đạo các ngành có liên quan đến kiểm tra tình hình sản xuất và xây dựng vùng lúa chất lượng cao trên địa bàn xã Thành Hưng, thị xã Kiến Tường. Xã Thành Hưng là một trong ba xã của thị xã Kiến Tường nằm trong vùng quy hoạch sản xuất lúa chất lượng cao theo quyết định số 679 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao phục vụ chế biến gạo xuất khẩu vùng đầu thấp 10 đến năm 2020. Theo đó, toàn xã có 10 vùng sản xuất với diện tích 3.712 hectare. Trong thời gian qua, thị xã đã tập trung đầu tư nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trạm bơm điện, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tập trung sản xuất. Đến nay, toàn thị xã Kiến Tường đã xây dựng được 52 ô đê bao khép kín với tổng diện tích đê bao là 10.411 hectare, đạt 61,08% tổng diện tích sản xuất của toàn thị xã. Gần 100% diện tích trong vùng quy hoạch đã có đê bao khép kín, 100% diện tích được bơm tưới chủ động. Hiện có gần 100% diện tích trong vùng quy hoạch sản xuất các giống lúa chất lượng cao như OM4900, OM6976, RVT. Đây chính là điều kiện thuận lợi giúp cho các xã trong vùng quy hoạch có thể nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy Kiến Tường Phạm Tấn Hòa đề nghị các địa phương nằm trong các vùng quy hoạch lúa chất lượng cao và vùng lúa ứng dụng công nghệ cao cần tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã trong hoạt động có hiệu quả, khuyến khích các hợp tác xã tiếp tục mở rộng các loại hình dịch vụ hợp tác. Thông qua sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An tổ chức trong thời gian qua, người lao động đã nhanh chóng tìm được việc, doanh nghiệp thì tiếp nhận nguồn lao động như mong muốn. Các phiên giao dịch ngày càng thu hút đông đảo số người trong độ tuổi lao động tham gia. Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh ở các phiên đa dạng giúp lao động có nhiều sự lựa chọn, tìm được nghề học và việc làm phù hợp. Tôi nghĩ rằng đây phiên việc làm là nơi để rất thuận lợi cho lao động đến tìm việc cũng như là sinh viên, học sinh mới ra trường tìm việc. Thì khi đến nhận việc làm, các anh học người lao động cố gắng mang theo những hồ sơ việc làm để doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng. Rất mong rằng là các anh chị lao động đến tìm được việc làm như ý. Hàng tháng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An mở hai phiên giao dịch vào ngày 5 và ngày 15. Tại đây có từ 20 đến 25 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tư vấn và tuyển dụng lao động. Bình quân mỗi phiên giao dịch có trên 300 lao động được nhận vào làm việc trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua cái sàn giao dịch thì em cũng tìm được một công việc phù hợp với mức lương cũng phù hợp và môi trường làm việc cũng tốt. Năm 2016 đã có hơn 422 lượt công ty tham gia tuyển dụng trực tiếp tại các phiên giao dịch, tư vấn cho trên 4.410 lượt lao động. Trong đó có 2.646 lao động được tuyển dụng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tích cực phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát,
nắm bắt số lao động thất nghiệp, kịp thời tư vấn giới thiệu việc làm hiệu quả. Song song đó, trung tâm còn tổ chức phiên giao dịch trực tuyến qua website việclamlongan.vn. Thì em đại diện công ty cổ phần HTBB đến trung tâm việc làm để tuyển dụng và thu hút thêm nhiều nhân tài mới cho công ty. Ví dụ là công nhân thì sẽ có thêm nhân viên mới, có thêm nhiều công việc làm. Thì em cũng tuyển dụng cho những người để phù hợp cho lợi ích phát triển thêm phát triển công ty. Trung tâm việc làm thì cũng cung cấp thêm rất là nhiều cái nguồn nhân lực cho công ty, ví dụ như là lao động phổ thông, lao động có chuyên môn, tay nghề cao, ví dụ trung cấp, cao đẳng kỹ thuật. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tư vấn việc làm, liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các phiên giao dịch để giải quyết việc làm cho người lao động một cách hiệu quả nhất. Bản tin được tiếp nối với phần tin trong nước. Thưa quý vị, báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam do được công ty nghiên cứu thị trường Market Intel công bố cho biết, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một trong thách thức của Việt Nam năm 2017, bởi dòng vốn toàn cầu hiện nay đang có xu hướng chạy về Mỹ. Theo các chuyên gia Market Intel, trong bối cảnh tương lai của Hiệp định TPP khá mờ mịt, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam năm 2017 là việc thu hút vốn FDI phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong tháng 1 vừa qua, FDI đăng ký mới và thực hiện đều khá hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư toàn cầu đang có xu hướng quay trở lại Mỹ, gây khó khăn cho các quốc gia như Việt Nam. Do đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7%, Intel cho rằng Việt Nam cần có chính sách khuyến khích khu vực tư nhân. Ngoài ra, xuất khẩu của Việt Nam cũng đối mặt chịu tác động của những rủi ro toàn cầu. Thêm vào đó, định hướng chính sách thương mại không rõ ràng của Mỹ có thể tác động tiêu cực đến thương mại của các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hiện phụ thuộc nhiều vào xu hướng toàn cầu hóa. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo về kết luận của tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương giao Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai thực hiện dự án cải tạo nâng cấp hè, đường dạo, thoát nước dừng qua và duy tu phần kè hồ hỏng xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Dự án gồm 3 hạng mục chính: cải tạo, nâng cấp hè, đường dạo, thoát nước dừng qua và duy tu phần kè hồ hỏng xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Cải tạo hệ thống chiếu sáng trang trí xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Cải tạo chỉnh trang cây xanh, cảnh quan xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm hoàn thiện hồ sơ thiết kế, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện các thủ tục và dự thảo văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 2 năm 2017. Từ đầu tháng 1 đến nay, số người mắc tay chân miệng tại Đồng Nai tăng khoảng 15% so với thời điểm cuối năm 2016. Theo ngành y tế Đồng Nai, đây là thời điểm bệnh tay chân miệng vào mùa, diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc, trong đó có những ca mắc biến chứng nặng. Cũng theo Trung tâm Y tế Dự phòng Đồng Nai, khoảng 5 năm qua, Đồng Nai là điểm nóng của cả nước về số ca mắc và tử vong do tay chân miệng. Có những năm ghi nhận hơn 10.000 trường hợp mắc và gần 20 ca tử vong. Hiện Trung tâm Y tế Dự phòng Đồng Nai đã chỉ đạo các trung tâm y tế tuyến huyện tích cực công tác tuyên truyền phòng bệnh, nhất là trong các trường mầm non, mẫu giáo. Khi phát hiện ổ dịch tay chân miệng, tỉnh sẽ xử lý sớm, hạn chế lây lan rộng trong cộng đồng.